xin hoan chào mừng tất cả quý chị trở lại với kênh nhà đất Lộc Nguyễn đến hẹn lại lên thì lại là những cái căn nhà đẹp những cái căn nhà giá rẻ Lộc Nguyễn đi quay mỗi ngày để gửi đến cho tất cả quý ông bà cô chú chúng ta xem và cập nhật được nhiều mẫu nhà hơn nha và hôm nay là một vị trí căn góc nha quý chị căn góc thì sẽ có hai mặt tiền mặt tiền trước và mặt tiền bên hông nên nhà của chúng ta sẽ rất là thông thoáng và mát mẻ luôn và tin vui cho những quý anh chị nào thích nhà hướng Nam nha Nhà chúng ta thì nằm trong cái hướng Nam nha quý anh chị Cái vị trí căn nhà này á nó chỉ cách cái cầu Cần Dùa của quý anh chị Ngay quốc lộ 50 nha Quốc lộ 50 đi vào bên trong nhà chỉ tầm khoảng 800m thôi Và à, gần siêu thị của mát nha quý anh chị Gần siêu thị của mát Và ngay quốc lộ 50 quý anh chị rẽ trái Thì sẽ đi lên Cộng Thình Đi hướng Cộng Thình á Thì sẽ đi lên bến xe buýt quận 8 Đi theo trục đường quốc lộ 50 Chỉ tầm khoảng... 35 đến 40 phút thôi thì cũng khá là gần ha thì tầm khoảng uh, 15 km thôi quý anh chị đó thì cái đoạn đường quốc 50 nó đang mở rộng mỗi bên đó là 15 m và làm thêm một cái đường song hành nữa nên quý anh chị nào mà ở cái quận trung tâm như là quận 7, quận 4, quận 8 đi xuống căn nhà này chỉ tầm khoảng uh, 40 phút thôi đường xá rất là thoải mái nên chúng ta đi uh, rất là sướng luôn nha quý anh chị và đặc biệt uh, cái căn nhà này rất là thích hợp cho những quý anh chị nào mà chúng ta có xe hơi á uh, chúng ta di chuyển đến trước nhà luôn. Đó, nhà chúng ta thì diện tích là ngang năm sâu vào là 22 m, một cái mẫu nhà cấp 4. À sàn nhà của chúng ta thì cũng khá là cao nha. Đó, rất là cao so với cái mặt đường này. Cái mặt đường này hiện tại thì à, chủ nhà cũng nói lọc á là à, nhà nước sẽ làm với cái danh sách đó, với cái với cái con số là lên đến 3 tỷ luôn nha quý chị. Cái đoạn đường này nè sẽ trải nhựa ra thẳng cái ngay chỗ đường cộng đồng Lộc Hậu luôn đó là đường nhựa nha nên sau này quý anh chị có thể là di chuyển xe 16 chỗ đi đến cái vị trí nhà này rất là thoải mái nha rồi à, đi vào bên trong nhà thì sẽ qua một cái lớp cửa bốn cánh nè quý anh chị bốn cánh thì tính thêm hai cái cánh nhỏ này nha <laughs> chứ nó chỉ có hai cánh bự này thôi đó cánh của chúng ta được sơn tính điện với cái tông màu à, nâu đỏ nè với màu trắng ha đó và ở phía trên thì cũng đã không bao tường rào khá là chắc chắn nha quý anh chị. Cái nhà này lòng thấy rất là chắc luôn. Vừa bước vào á là cảm giác được cái sự cứng cáp của cái ngôi nhà. Thì cái phía trước sân của chúng ta nó khá là rộng nha quý anh chị. Cái khoảng sân này quý anh chị đậu được tầm khoảng 8 đến 10 chiếc xe máy luôn nha. Đó và phía sân của chúng ta chủ nhà rất là kỹ khi đã ốp gạch cho quý anh chị luôn nè. Rồi khung bao tường rào ở phía trên cũng có tường cho quý anh chị luôn và trần là trần la phong nha quý anh chị ở khoảng không gian này á chủ nhà cũng làm một cái khu vực để chúng ta thờ ha quý anh chị ở đây thì à, chủ nhà thờ phật di lạc à, rất là tươi luôn ha rồi à, phía mặt dựng của cái nhà của chúng ta được ốp gạch lên tới trần cho quý anh chị với cái tông màu nâu nè rồi hai bên nó có những cái đèn à, chiếu sáng nhìn là rất là đẹp ha và thậm chí quý anh chị chủ nhà rất là kỹ khi đã lắp sẵn cho quý anh chị những cái ổ cắm điện như thế này đó, để cho quý anh chị có thể là à, nếu mà buổi chiều hoặc là những buổi cuối tuần chúng ta fitness với gia đình à, đãi ăn ở cái khoảng không gian sân trước nè. Đó chúng ta để bàn rồi quý anh chị nấu lẩu á, chúng ta cũng có ổ cắm điện cắm luôn ha. Rất là thuận tiện. Rồi đi vào bên trong uh, khu vực nhà thì sẽ qua cái lớp cửa, cái lớp cửa này rất là dài nha quý anh chị. Rất là to luôn á. Đó. Cửa là được sơn tĩnh điện với cái tông uh, màu xám, cửa sắt hộp nha kính là kính trong nha quý anh chị. Rồi đi vào bên trong khu vực phòng khách nè. Một cái khoảng không gian mở nó suốt ra cái khoảng sân sau luôn. Nhà chúng ta thì nằm trong cái hướng chánh nam nên rất là mát nha. Đây, tường ốp gạch khá là cao cho quý anh chị tầm 2 mét luôn nào quý anh chị. Đó, trần là trần la phong. Xung quanh là có hệ thống đèn led rất là nhiều luôn. Đây chính giữa một cái đèn chiếu sáng nè. Đó rồi ở trên có những cái điểm nhấn màu hồng nữa. Nhìn rất là lung linh ha và căn nhà này á là được ốp gạch khá là cao và với cái tông màu xám và tông màu trắng nè rồi màu sơn của chúng ta được sơn với cái màu xanh lá mạ nha đó một cái màu cũng không có nổi quá nhưng mà nó là rất là tươi quý anh chị gọi là tươi xanh á rồi ở đây thì chủ nhà là theo phong cách người hoa quý anh chị nên làm một cái khu vực thờ ở đây đó thờ đúng hướng của của họ nha đó vậy thì quý chị cũng có thể thiết kế lại theo cái ý của mình rồi khu vực này thì có một khu vực uh, tường nè để ngăn cách giữa khu vực phòng khách và khu vực bếp khu vực bếp của chúng ta thì làm ở chính giữa ở nhà bên tay phải thì có một cái ô uh, cửa sổ rất là to luôn và có những cái rèm sẵn cho quý anh chị rồi nhà có cửa sổ thì nó sẽ rất là thoáng nha quý anh chị đây cái khoảng không gian này nó rất là dài á nên quý anh chị nào mà thích nằm võng á chúng ta cũng có thể để được hai chiếc võng luôn nha đó ở đây thì chủ nhà làm thiết kế cho mình á là tủ bếp dưới ha tủ bếp dưới thì được ốp lát những cái đá nè đá granite nè rất là đẹp với cái tông màu rất là sạch sở. và rất là nhiều tủ cho tủ này được làm bằng chất liệu là gỗ nha quý anh chị gỗ xịn á, nên không có bị mối mọt ha tường thì cũng đã được ốp gạch lên tầm khoảng 2 mét nè cái uh, tường này á, là nó sẽ không có bị uh, bị bị nổi lên á nên khi mà chúng côn trùng thằng lằn nữa nó không có bị uh, bám cái phân trên đây ha rất là sạch nha quý anh chị rồi căn nhà này thì nó chỉ có một phòng ngủ thôi nha cái phòng ngủ này rất là to đó rất là to luôn để một cái tủ đựng quần áo cái tủ đựng quần áo này á, sẽ để lại cho quý anh chị nha sẽ tặng lại cho quý anh chị ông à, sở hữu căn nhà này ha một cái tủ bằng gỗ rất là xịn nha quý anh chị thì cái không gian này chúng ta để được một cái giường ngủ một cái tủ đựng quần áo sẵn rồi nè rồi một cái bàn trang điểm cho bà xã mình nữa thì rất là ok ha đây cánh cửa chúng ta cũng rất là chắc luôn nha kính là kính mờ nè, nhìn vào không có thấy nha nói chung căn nhà này xây rất là chắc chắn và kỹ lưỡng luôn quý anh chị ơi tiếp theo thì chúng ta sẽ đi ra cái khoảng không gian sân sau nhưng mà đầu tiên á chúng ta sẽ tham quan cái căn phòng vệ sinh trước ạ à. căn phòng vệ sinh á thì là bồn cầu nguyên khối nè đó có những khu vực để chúng ta treo đồ ha rất là chi tiết và kỹ lưỡng luôn tường ốp gạch lên 2 mét cho quý anh chị rồi ở đây có vòi sen có la bô bô có kính sẵn luôn nha quý anh chị chúng ta là cửa nhôm kính mờ Và khu vực này có ống nước vào ống nước ra nè để cho quý ông ông bà cô chú chúng ta để cái máy giặt ở đây ha khá là thuận tiện nha quý anh chị tiếp theo thì điểm cộng của căn nhà này có một cái khoảng sân sau để cho Chúng ta để máy nhặt ở đây, rồi chúng ta phơi đồ nè. Có những cái kệ để chúng ta phơi đồ sẵn rồi. Và xung quanh đã khùng bao rất là chắc chắn. Nhà cửa xung quanh thì rất là đông rồi quý anh chị. Nên quý anh chị về đây sẽ rất là vui. Một cái um, bồn nước 1.500 lít. Đó, quý anh chị xài thoải mái luôn ha. Và không có sợ bị uh, cúp nước. Chúng ta vẫn có nước xài nha quý anh chị. Một căn nhà sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng. Vị trí vô cùng đắc địa chủ nhà gửi cho Lộc Nguyễn review với một mức giá là 1 tỷ 400 triệu. Giá này là uh, giá đã hạ so với thời điểm trước nha. Chứ thời điểm trước là khoảng uh, 1 tỷ rưỡi, 1 tỷ 6 nha quý anh chị. căn nhà này hiện tại giá đúng là 1 tỷ 400 triệu. Giá này giá đủ và giá không phát sinh. Quý anh chị nào thiện chí cho Lộc Nguyễn sẽ cho quý anh chị gặp trực tiếp chính chủ để chúng ta thương lượng một cái giá thật là tốt ha. Cứ video Lộc Nguyễn mến chúc cho tất cả quý ông bà, quý cô chú thân nhiều sức khỏe, thân nhiều niềm vui trong cuộc sống và luôn uh, À, bình an hạnh phúc và đặc biệt á là sớm tìm được cho mình những cái căn nhà những cái vị trí đất những cái bất động sản thật là ưng ý nha quý anh chị xin chào và hẹn gặp lại ạ à.